Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как дела? Ну, как дела? Как дела? Да, как дела? Хорошо. Как дела? Хорошо. Как дела разведай? Как дела? Là công việc thế nào? Хорошо, công việc тốt, хорошо. Как дела? Хорошо, как дела? Хорошо. Đấy, đã nói như vậy đấy. Đã, хорошо. Так, như vậy là chúng ta hôm nay sẽ có sẽ đọc một cái bài đọc nho nhỏ này đấy. Đó, trước chúng ta bắt đầu rồi đấy. Ế tới gia, đúng không? Có phải không nào? Đấy. Ế tới gia, đây là tôi, ế tới gia. Nó có tạc đấy. Tạc. Ủa cái gì đây này? À, đấy. Tạc, ế tới nhất tổ. Đó. À, thế là chúng ta sẽ cần phải kéo cái này ra. Ế tới gia, em nói ế tới gia. Tây Ế tới gia, đấy, ế tới gia. Đó. Thế và gì? Tạc. À, mình nhà ra bút gì đây? Tên tôi là gì đây? mình nhà ra bút quý À, mình nhà ra bút thủy đấy. À, mình nhà ra bút thủy. Tạc, хорошо. À, Yakto, tôi là ai đây? Studentka. nhà ra tôn gì ta Studentka đấy. Studentka là gì? là Studentka. Studentka. bạn Là bạn sinh viên đúng không? viên Là bạn sinh viên đấy. Đâu, đấy, bạn sinh viên đang ngồi học đây đấy. Đó. Etia, à từ giới thiệu đấy, Etia, đây là tôi. Mình nhà giờ bút Anna, tên tôi là Anna. Mình nhà giờ bút Anna. Ya studentka đấy. À, Etia, mình nhà giờ bút Anna, ya studentka đấy. À, đó, đó là giới thiệu về tôi đấy. Thế giờ sẽ giới thiệu về bố tôi thì sẽ giới thiệu như này. Etemoi achets. Etemoi achets. Em Chè ấy là gì thôi? Achet là ông bố đấy. Etemoi Bố. achets. Achets là ông bố đấy. Ôi, Achets. em cứ tưởng là ba bà. À, Papa. Papa cũng là ông bố đấy. Achets là cái từ dùng có văn phong nó trang trọng đấy. Ví dụ trong giấy tờ. Trong giấy tờ thì bố là ai thì nói là Achets. Người ta không nói là Papa. Papa là từ chúng ta nói ở nhà thôi. Đấy. Dạ. Em chưa? Đấy. À, như vậy đây chúng ta có từ gì nào? Achets. À. Chết. À, chết. Đấy. À, chết. Đấy. À, đấy là gì? À, chết. À, chết. Đấy. Đó, à, chết. Đó, người ta đọc Phục như vậy vụ đấy. À, chết. chess. Đấy. Tạc, à, chết. Tạc. À, tiếng Nga viết là à, chết. Đó, à, chết. À, chết. Đó, chúng ta sẽ đọc là à, chết. À, chết. Đó. À, đó, có nghĩa là ông bố đấy. Để tới mỗi à, chết. À, nó đọc nè. Etemoi Tôi achets. môi Achets. Yevo chess. zavut. Yevo zavut. Yo, Yevo. yo. Yevo. Yevo. Yevo Ivo, zavut. Ivo, Yevo Zavut. zavut. Victor. Yevo zavut. Victor. Vítara. Victor. À, ông ấy tên là Victor. Đấy. Victor. Ông ấy tên là Victor. Ô. Yevo, Yevo zavut. Victor. Vítara. À, đấy. On Vítara. engineer, on engineer đấy. À, ông ta là kỹ sư đấy. On engineer, à chỉ cần nói on engineer thế là đủ rồi đấy. On engineer đấy. On engineer, đã. On engineer, à đó. À, ông ta là kỹ sư đấy. On engineer, đó. Yevo zavut Victor, on engineer, đấy. Etemoi achets. Yevo zavut Victor, on engineer. À, đây là bố tôi. Bố tôi tên là gì nào? Victor đấy. Bố tôi ra bút. À đấy, tạc. À lại đây là gì đấy? À chúng ta lại bị lẫn cái này đấy. Tạc. À хорошо. À chúng ta sẽ nói là gì? Yevo ra bút. Các Yevo ra bút. Ông tên là gì? Ông tên là gì? Yevo ra bút. Victor. Victor đấy. Yevo Zavut Victor đấy. À, ông kto, ông ta là ai? On. Ôn
Un ingenier. Ingenier đấy. Un ingenier. À đúng không đấy? Ingenier. Un ingenier. Ingenier là ông kỹ sư đấy. Yevo Zavut Victor. Ông ta tên là gì? Victor đấy. Đó. Đúng không đấy? Это мой отец. Это мой отец. Đây là ai? Это мой отец. À thì người ta sẽ hỏi như nào? Đã, người ta sẽ hỏi đấy. À, кто это? Кто это? À, đây là ai? Chúng ta trả lời. Это мой отец. Это мой отец đấy. À, à, как его зовут? Как его зовут? Как его зовут? Ông ấy tên là gì? Его зовут. Его зовут. Victor. Victor. Victor đấy. À, Victor. Đã. И кто он? Кто он? Ông ấy là ai? Кто он? Он инженер. Он инженер. Đấy. Đó. Thế vậy thì. À, em thấy không? À, chỉ một cái bài đọc ngắn ngắn thôi chúng ta hỏi được bấy nhiêu câu đấy. Bấy nhiêu câu. À, đó. Câu thứ nhất hỏi là gì? Кто это? Đây là ai? Кто это? Кто это? Đấy. Это мой отец. Это мой отец, да? Это мой отец, да? Это мой отец. Так, хорошо. А как его зовут? Как его зовут? Его, его, его зовут. Зовут. Его зовут. Виктор. 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 А кто он? Кто он? Он là ai? Anh ấy là ai? Он. Он инженер, да? Он инженер. Это мой отец, его зовут Виктор. Он инженер, да? Он инженер, да? Он инженер. Так, а да? Ну вот так. А хорошо. А кто это? Это мой отец. Как его зовут? Его зовут Виктор. И кто он? Он инженер. Он инженер, да? Вот так вот, да? Так, а tiếp theo nào. À, tiếp theo chúng ta sẽ xem. Так. À, вот это кто? À, chúng ta lại đặt câu hỏi. Это кто? Это кто? À, đúng không? Это моя мама. À, это моя мама. Đấy. À, chúng ta sẽ đặt câu hỏi nhé. Это, à, кто это? Đấy. Кто? Это, кто это? À, это моя мама. Đấy. Это моя мама. À, đó. Đúng không? Как ее зовут? Как ее зовут? Как ее зовут? Ее зовут. Мария. 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 Trọng âm rơi đằng sau đấy. Мария. Đó. Maria. À, кто она? Кто она? À, bà ấy là ai đấy? À, thế ở đây chúng ta sẽ thay. À, chúng ta sẽ thay cho bà ấy một cái từ sát siêu lớn thì chúng ta chẳng cần. Không cần cái từ này. Đấy. Anna, chúng ta sẽ thay mà. Anna Vrach. Anna Vrach đấy. V. Vrach. Anna Vrach. À, Vrach là gì? Vrach là gì? Anna Vrach. Vrach. À, Vrach là bà, ông bác sĩ đấy, bà bác sĩ đấy. Anna Vrach đấy. Anna Vrach đấy. À, кто она? À, thế vậy chứ bây giờ chúng ta sẽ hỏi кто она? Кто она? Anna. À, это моя мама. Да, Anna Vrach. Anna Vrach. Anna Vrach. Đã, đúng không nào? Đấy. Đó, thì người ta có hình ảnh. Anna Vrach. Это моя мама. Это моя мама. Ее зовут Мария. Ее зовут Мария, да? Anna Vrach. Anna Vrach, да? Yes. Вот так. À, вот видишь, как хорошо. Đó. Thế chúng ta thấy là gì? Chúng ta quay lại. Đây là ông bố đấy. Ông bố là gì? Ông bố là engineer. Đúng không? Engineer. Đấy. Engineer. Инженер. А, да. Инженер. Это папа. А, мужчина инженер. Инженер. А, мужчина. Мужчина. А, тебе это видно? Мужчина. Мужчина. Мужчина инженер. А, да. Мужчина инженер. Да. Да. А, вот. Мужчина инженер. Так. Мы с Лем говорим. Ань. Надо, да? Ну, так. Не надо. Вот так. Зачем меня? Đó và chúng ta để vào đây. Вот. Это. Вот, мужчина инженер. Это инженер. Вот. А, это мой отец. Его зовут Виктор. Он инженер. Это моя мама. Это моя мама. Ее зовут Мария.
Maria Anna врач, да? Она врач. Так, хорошо. Xem tiếp. Это кто? Это кто? À, chúng ta lại có câu hỏi. Это мой брат, да? À, đó, chúng ta lại hỏi được. Это кто? Это мой брат. А кто это? Кто это? À, chúng ta trả lời. Это мой брат. Это мой брат, да? Это мой брат. А как его зовут? Его зовут. Как его зовут? Как его зовут? А, его зовут Андрей. Его зовут Андрей, да? А, его зовут Андрей. А, он кто? Он кто? Он кто? Он музыкант. Он музыкант, да? Он музыкант. Да? Кто это? Это мой брат. Как его зовут? Его зовут Андрей. Кто он? Он музыкант, да? Он музыкант. Вот так вот, да? Так. А, да. Như vậy, музыкант là ai? Музыкант là ai nào? Đâu rồi? Музыкант. Đó, музыкант. Вот это музыкант, да? Музыкант. À, đó, музыкант là một người nhạc công, да? Một người nhạc công. Đó, có thể lấy hình ảnh này đấy. À, sao chép hình ảnh đấy. Đó, chúng ta sẽ để vào đây. Вот это музыкант, да? Музыкант. Так, кто это? Hỏi lại nào, кто это? Это мой брат. Это мой брат. А, как его зовут? Его зовут Андрей. 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 Кто он? Андрей. Кто он? Кто он? Музыкант. Он музыкант, да? Он музыкант. Он так, музыкант. Он музыкант. Так, хорошо. Это совсем тип. Вот. Кто это? Кто это? Это моя сестра. Моя сестра. Сестра. Да? Моя сестра. Как ее зовут? Да. Как ее зовут? Я зовут Наташа. Наташа. Да? Наташа. Кто это? Да? Это? Это моя сестра. Это моя сестра, да? Это моя сестра. А, да? Я зовут. А. Так, как ее зовут? Ее зовут. Как ее зовут? Ее зовут. Я зовут. Наташа. 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 Кто она? Кто она? А, кой ла ай? Кто она? А кой ла ай? Она. Студентка. Студентка. Она студентка, да? А, она студентка. А, cô ấy là sinh viên, да? Cô ấy là sinh viên. À, đó, thế vậy thì chúng ta thấy là gì nào? Đó, để đây đó. Đó, вот так. À, chúng ta sẽ để xuống đây. Đó. À, ну вот, это значит мы уже знаем, кто они, да? Chúng ta đã biết hết rồi, đó là những ai, да? À, đó là những ai. Đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy có cái câu hỏi gì nào? Có cái câu hỏi. À, các зовут. Как зовут? А, как меня зовут? Как тебя зовут? Как вас зовут? Как тебя зовут? Да? Đó. Thế vậy thì cái вас, тебя này nó là cái gì vậy? À, chúng ta biết rằng ở đây là gì nào? Là ở trong tiếng Nga, đấy. Trong tiếng Nga có các đại từ я. Я là gì? Tôi. Я là tôi, đấy. Я là tôi. Вот так вот. Я. Tôi. Tôi là cậu. À, tôi là cậu, đấy. Quick must. À, почему quick must? Так, đợi tí nha. Cái này là quick must. Đó, đó, так вот. Đó, quay trở lại. À, chúng ta có gì? À, giá. Так, đâu nhỉ? Đây. Giá, đấy. Tươi. À, ổn. Đấy, ổn. Ăn ná. À nhỉ, đấy. Anh nhỉ. Thế thì khi đây là đây gọi là đại từ, nó ở cách 1 anh chị. Đây cách 1. Thế khi mà hỏi vào với cái câu zavut này này thì nó phải chuyển sang cách 4. Đại từ nó chuyển sang cách 4. Nó không gọi là ya nữa, gọi là меня. Меня. Тебя. Его. Ее và их đấy. Đó. Его. À, người ta sẽ nói là ví dụ tên tôi là Anna.
thì người ta không nói ya zavut an mà sẽ nói là me nhá zavut an, em hiểu chưa? Đấy. À, cậu tên là gì? Cậu tên là Maria, cậu tên là Victor. Chị bé zavut Victor. Đấy. À, anh ấy tên là Anton, yevo zavut Anton. Đấy. À, yevo zavut Natasha, cô ấy tên là Natasha. Yevo zavut Natasha. Đấy. À đó, và họ tên là Anna và Victor. Ich zavut Anna y Victor. Ich là hai người mà, cho nên chúng ta phải lấy hai cái tên đúng không? Đấy. À, em gì đấy. Đó. À đó, thì bây giờ người ta muốn hỏi em tên là gì? Người ta sẽ hỏi là gì? Các chi bia zavut đấy. Các chi bia zavut. Các chi bia zavut. Em tên là gì? Đấy. Em tên là gì? Các chi bia zavut, em trả lời sao? Mi nhá zavut. Zavut đấy. Mi nhá zavut Thúy đấy. À mi nhá zavut Anna đấy. Mi nhá zavut Anna. À đó. Các chi bia zavut mi nhá zavut Anna đấy. Mi nhá zavut Anna. Ở tạc đấy. À các yevo zavut. Nó anh ấy tên là gì? Các yevo zavut. À, anh ấy là gì? Anh ấy là ôn đúng không? Đấy. Anh ấy là ôn. Nhưng mà người ta không thể nói là các ôn ra vụt được mà phải nói là gì? Các ye vô ra vụt đấy. Ye vô ra vụt. À, anh ấy tên là gì? Chúng ta trả lời sao? Ye vô ra vụt. Ye vô ra vụt Anton. Ye vô ra vụt Anton đấy. Ye vô ra vụt Anton. Tại хорошо. À thế bây giờ các ye vô ra vụt cô ấy tên là gì? Các ye vô ra vụt. Các ye vô ra vụt. À cô ấy tên là gì? Yeyo zavut. Đấy, yeyo zavut Natasha. Yeyo zavut Natasha. Đấy. Anh chưa? Đấy. Yeyo zavut Natasha. À thế vậy thì đó là cái cách mà người ta nói về hỏi tên nhau, đấy, hỏi tên nhau. Đó, hỏi tên của mình, hỏi tên của anh ấy, hỏi tên của cô ấy, đấy. Các chi bia zavut, mình nhà zavut Anna, các yeyo zavut Anton, các yeyo zavut Natasha, đấy. Đó. À thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cái này và chúng ta sẽ hỏi. À đấy, hỏi gì nào? Các ye yo za vut, các ye yo za vut. Các ye yo za vut. Ye yo za vut an. Đúng không? Ye yo za vut an. Có nhớ không? Ye yo za vut có yo. Ye yo za vut. Yo za vut an. An đấy. À, các ye yo za vut. Các ye yo za vut. Ye yo za vut mama. Maria đấy. Ye yo zavut Maria đấy. Maria. Tak. Как его зовут? Как его зовут? А, его зовут. Его зовут. Его зовут. Андрей, да? Его зовут Андрей, да? Đúng không? Có phải không? Андрей, đúng chưa? Как его зовут? Как его зовут? Yêu Natasha. Natasha. Natasha đấy. Natasha. À, các yêu bố ra vụt. Các yêu bố ra vụt. Ông bố tên là gì? Yêu bố ra vụt. Victor. Victor đấy. Victor đấy. À, đó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết đấy. À, rồi. À, yêu bố Victor. Мы пишем тут Victor, đấy. Đó. Это Victor, đấy. Его зовут Victor. Хорошо. А cô gái tên là gì? Как её зовут? Наташа. Наташа, đấy. Её зовут Наташа, đấy. À, đó. А этого парня? Как его зовут? Его зовут Андрей, đấy. Его зовут Андрей, đấy. Đúng không? Đấy. Его зовут Андрей. А как её зовут? Как маму зовут? Маму зовут Мария, đấy. Мария. Мария, đấy. À, thế còn à, cô bé này tên là gì? Как её зовут? Её зовут Анна, đấy. Её зовут Анна, đúng chưa? Анна. À, đó. Thì biết như vậy đấy. Так, à, hỏi lại nhé. Hỏi lại nào. À, как её зовут? Её зовут Анна. Анна. Её зовут Анна. Как ее зовут?
Мария. Мандрия. Мария, да? Ее зовут Мандрия. Мария. Как его зовут? Его зовут Виктора. Его зовут Андрей. Видали? Андрей. Андрей, да? Андрей. Его зовут Андрей. Как ее зовут? Ее зовут Наташа. Наташа. Как его зовут? Его зовут Виктор. Виктор. Его зовут Виктор, да? Его зовут Виктор. Виктор, да? Его зовут Виктор. Так, хорошо. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái bài chúng ta đấy. Chúng ta có những câu hỏi cụ thể đấy. Вот, câu hỏi gì nào? Câu hỏi кто это? Кто это? Ну, да. Chúng ta có câu hỏi gì? Кто это? Кто это? Это. Trả lời sao? Это я. Это я. Да, как тебя зовут? Как тебя за? Меня зовут Анна. Меня зовут Анна. Да? Кто ты? Кто ты? Я. Я студентка. Студентка, да? Я студентка. Đó, chúng ta phải nói nhuần nhuyễn cái câu này đấy. Так, hỏi lại nào. Кто это? Это я. Это я. Как тебя зовут? Меня зовут Анна. Меня зовут Анна. И кто ты? Я студентка. 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 Да? Я студентка. Так, хорошо. Так, хорошо. А кто это? Кто это? Кто это? Это мой. Это мой отец. 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 Это мой отец. Да? Это мой отец, да. Как его зовут? Как его зовут? Его зовут Виктор. Виктор, да? Виктор. А кто он? Кто он? Он инженер. Он инженер, да? Он инженер. Инженер. Так, хорошо. Так. Кто это? Кто это? Это моя мама. Это моя мама. Моя мама. Мама. Как ее зовут? Ее зовут ее зовут Мария, да? Ее зовут Мария, да. Мария. Мария. А кто она? Кто она? Она врач. Врач, да? Она врач. Она врач, врач, да? Она врач. Так, хорошо. Так, кто это? Кто это? Кто это? Это мой брат. Это мой брат. Как его зовут? Его зовут. Его зовут Андрей. Андрей. Он кто? Кто он? Он музыкант. Он музыкант. Музыкант. Он музыкант. Он музыкант, да? Он музыкант. Так, хорошо. А кто это? Кто это? Это моя сестра. Сестра, сестра. Как ее зовут? Ее зовут Наташа. Наташа. Кто она? Она студентка. Она студентка. 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 Она студентка. Да, да, так, хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái hình ảnh này đấy. Кто это? Это Анна. Это я. Это я, Анна. Да? Кто это ты? Я, Анна. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Анна. Вот это. Меня зовут Анна. Как тебя зовут? Меня зовут Анна. Да? А кто ты? Кто ты? Нет, я студентка. Я студентка. То есть sinh viên, да? То есть sinh viên, да? Так. Кто это? Кто это? Это моя мама. Это моя мама. Мама, а как ее зовут? Ее зовут
Мария. Ее зовут Мария, да? А кто она? Кто она? Она врач. Она врач. Она врач, да? А кто это? Кто это? Его зовут. Кто это? Это мой брат. Это мой брат. Да, это мой брат. Как его зовут? Его зовут Андрей. Андрей. Да. Его зовут Андрей. И кто он? Кто он? Его. Кто он? Кто он? Ông ấy là ai? Кто он? Он музыкант. Он музыкант. Да, он музыкант, да? Quên nhanh đúng không, да? Он музыкант, да? Так, он музыкант. Так, tiếp theo là ai nào? Кто это? Это моя сестра. Моя сестра, да? Это моя сестра. Сестра. Как ее зовут? Ее зовут Наташа. Ее зовут Наташа, да. И кто она? Кто она? Анна. Кто она? Анна. Брат. Нет, она студентка. Это. Кто она? Она студентка. Кой ла, sinh viên. Да? Кто она? Она студентка. Сузин. Это студентка. Она студентка. Да? Это кто? Это кто? Đây là bố это... tôi. Мой. Это мой брат. Отец. Это мой отец. Ông bố tôi chứ? Отец. Это мой отец. Да, это мой отец. Как его зовут? Его зовут... Виктор. Виктор. Да, его зовут Виктор. А кто он? Кто он? Người là, ông ấy làm nghề gì? Кто он? Его он инженер. Инженер. Да, он инженер, да? Thế phải viết thêm ở đây cho em đấy. Так, sẽ viết thêm. Nên chúng ta sẽ bỏ cái dòng các dấu bút này đi. Đấy. Không cần nó nữa đấy. Đúng không nào? Đấy. Đó, bỏ cái dòng này đi. Đấy. Good. Thế mình sẽ viết Anna. Anna là ai? Так. Anna là tôi. Anna. Thế bây giờ là gì nào? Đấy. Đó. Đợi một chút. Để cho nó đúng. Chúng ta hiểu nó lại. Đó, ở tạc ở tết. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ viết Anna là studentka. Anna là cô sinh viên. Studentka. Studentka. Anna studentka. Đúng không nào? Đấy. Thế và Natasha cũng là studentka. Đúng không? Đấy. Anna studentka. Natasha тоже studentka. Đấy. Andrei là ai? Andrei là musicant. Musicant. Đấy. Andrei musicant. Musicant. Đấy. Đó. Thế và bà mẹ thì là ai? Bà mẹ là Vraj. Vraj. Đấy. Bà mẹ là Vraj. Thế còn ông bố tên là... Ông bố là làm nghề gì? Ông bố là... Engineer. Engineer. Đấy. Engineer. Đấy. Engineer. Đúng không? Đấy. Đó. Thế đây. Anna студентка, Maria врач, Андрей музыкант, Наташа студентка и Виктор инженер, да? Đúng không? Đúng không nào? Dạ. Đấy. Thế bây giờ lại hỏi lại nhé, hỏi lại nhé. Так, кто это? Кто это? Это моя Анна. Это không phải Maya, это я.
đây là À, tôi, đây là em đây, eto đây là em, đây là em, ya, dạ, đấy, eto ya, em anh tưởng tượng đây là em. À, thế người ta dạ, hỏi các chi bé ra vụt em tên là gì, thì lúc đó em nói mình nhá ra mi vụt, mình nhá ra vụt Anna, mi ya ra một anh tên à, tôi là Anna, các chị biết ra bút tên tôi là Anna, các chị biết ra bút em tên là gì, mình nhớ ra bút Anna đấy. À, tốt từ em làm nghề gì, yes yeah, studentka, hiểu chưa, tôi diễn cả yes yeah, studentka, dạ đúng chưa nào, hỏi lại nào, dạ tôi ta à mi nhà ra vụ mời ăn mời nè rồi mời etia tôi ta etia, đây là ai, đây là tôi. À, cái tự ý à đúng chưa nào, đây rồi em luôn bây giờ em cho thầy xem bức ảnh đúng không, đấy em cho thầy xem bức ảnh, dạ thầy hỏi đây là ai vậy, em bảo đây là tôi, đây là ai vậy, cái tự ý tôi tờ tôi tờ, em trả lời sao, tôi tờ, Minya ra vụt ăn à. người ta đang hỏi tôi tờ đây là ai, em bảo đây là nói cái từ đây là em là gì, đúng đúng rồi, thế thôi, đây là em, etia chấm hết, tôi tờ Dạ. etia, tôi tờ etia đúng không, Dạ. đúng chưa, tôi tờ tôi tờ tôi tờ À, yêu có chỉ muốn gì rồi, tờ maya mama mama simatri simatri em xem này đấy, tờ maya mama, tờ maya mama đúng chưa, mama tờ maya mama em nhắc lại tức là gì, người ta đặt câu hỏi đúng theo câu này, em trả lời đúng như này, tôi tờ tờ maya mama ca kỳ yêu ra vút, yêu ra vút tên cuối là gì, yêu ra vút Maria, tên cuối là Maria, tôi là tôi là ai, Anna Vrach đúng không, đấy đúng như nào, đặt à hiểu chưa, à thế bây giờ hỏi lại luôn ở đây, tôi tờ đây là ai, tôi tờ À, ít tâm môi bà ra. ồ thế tới mỗi brat các kia vô ra vút À, kia ít vô ra vút bộ ra vụt Andre Andre on kto on kto ôn muzika on muzikant đấy, ta khá show. À thì tương tự như vậy lại hỏi lại đây, ta hỏi lại đây kto eta à, đúng rồi etia đấy, các chị bé ra vụt Minya ra vụ ăn à mình nhớ giữ à là cái tốt tươi dạ Student cả yeah, student ca, tôi là sinh viên, em là ai, em là sinh viên, yes yeah, student ca đấy, à tôi ta Maya à thế máy mà y các yêu ra vút Mama Maria 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 đấy, Maria Madria Maria Actuana Prat Anna Actuana Anna Vrach Actuana Anna Vrach Anna Prat Actuana Anna Vrach Actuana Anna Prat Так хорошо, вот тут Actuana Вот тут Actuana Anna студентка No, đâu rồi? Dạ. Anna kto? Это кто? Это кто? Đây là ai? Это я, как тебя зовут? Меня зовут Анна. Меня зовут Анна, и кто ты? Анна. А почему Анна? Почему Анна? Да, я студентка. Студентка. Yes, студентка. Em đừng có nhớ chữ. Em không phải nhớ chữ ở đằng đó mà hỏi em thì em trả lời. Nếu người ta hỏi tươi thì em trả lời gì à? Кто ты? Кто ты? Yes, студентка. Кто ты? Em là ai? Em là sinh viên. Yes, студентка. Đấy. Thế còn em đừng có nhớ cái chữ của cái bài này. Nhé. Em đừng có nhớ cái chữ của cái bài này. Đấy, bài này không cần phải nhớ chữ mà em nhìn gì? Em thoát ly hẳn cái chữ đó đi. Em nhìn đây này, người ta hỏi cái gì em trả lời cái đấy. Em có làm thế được không? Làm thế được không? Dạ. Hả? Có làm thế được Hơi không nào? khó. Có cái gì mà khó? À, hóa ra từ nãy giờ là em cứ nhớ nhớ cái chữ ở đây để em nói ra đúng không? Đấy.
phải không? Có phải Vâng. vậy không? Đây là Vâng. gì? Người ta hỏi cái câu hỏi của em ở đây. Đây là ai? Đây là ai? Bây giờ em trả lời tiếng Việt là đây là ai? Đây là tôi. Đây là tôi. Đây là mẹ tôi. Tên mẹ tôi. Đây là mẹ tôi tiếng Nga như thế nào? Mama. Mama của tôi là gì? Của tôi Maya. là tươi. Maya. Maya. Este Maya mama. Cứ đúng không? Đúng. Este Maya mama. Tại từ sở hữu chúng ta học rồi. Đi với giống cái là gì? Maya. Đi giống được Maya. là môi. Este Maya mama. Đấy. Đúng không? À. Các gì dù giờ vút. Cô ấy tên là gì? Bà ấy tên là gì? Các gì dù giờ vút. Mi nhờ à, không Và ta sẽ mi yêu nhà yêu sa bụt về yếu yêu ra sa vút bụt à về yếu ra vút mama mà à yếu ra vút mà nếu mà nói các ye yo nghe hỏi gì các ye yo em nhìn có từ ye yo thì em trả lời ye yo ra vút các ye yo ra vút à đúng không yêu sa người ta hỏi cái câu không như vậy đúng không nào người ta hỏi này nghe hỏi nhá các ye yo ra vút đúng không à đây nó có từ ye yo ra vút đây các ye yo ra vút đúng chưa đó Vâng. à có đúng thế không các ye yo ra vút đây các ye yo ra vút đó thế bây giờ để trả lời chúng ta lấy luôn cái câu này xuống lấy luôn cái câu này xuống ye yo ra vút để xuống đây đúng chưa sau đó là gì tên của bà là gì để vào ye yo ra vút Maria. Maria. Đúng chưa? Maria. Các gì yêu ra vụt? Yêu ra vụt Maria. Các gì yêu vô ra vụt? Yêu vô ra vụt? Yêu vô ra vụt Andre. Các gì yêu ra vụt? Yêu ra vụt Maria. Lấy luôn cái từ này để xuống. Các gì vô ra vụt? Yêu vô ra vụt Andre. Các gì vô ra yêu ra vụt? Yêu ra vụt Natasha. Các gì vô ra vụt? Yêu vô ra vụt Engineer. À, yêu vô ra vụt Victor. Về bố ra bút Victor đúng không đấy phải vậy không bây giờ đã hiểu chưa nào hiểu chưa hay là vẫn còn lơ mơ hả Thầy cứ hỏi đi ạ. hỏi em và em phải lấy trong đầu ra em nói chứ em đừng lấy cái chữ của cái trang trước kia em nói ra em không cần nhớ cái chữ đó tuyệt đối không được nhớ cái chữ đó bởi vì sao cái chữ đó là cái việc nhớ cái chữ đó là không cần thiết nó làm cho em bị rối em hiểu chưa Vâng. đó thì bây giờ người ta hỏi là gì bây giờ hỏi đây là ai à đây là ai em trả lời thế nào hỏi bằng tiếng Việt em trả lời bằng tiếng Việt đây là ai à đây là tôi thế mình hỏi tiếng Nga là gì tôi tờ em trả lời bằng tiếng Nga là sao để tới nhà đúng rồi đúng không nào thế là xong các chị bé ra vụt em tên là gì các chị bé ra vụt mẹ nhá ra vụt Anna đã ít tốt tươi em là ai tốt tươi tốt tươi À, yes, cả. Em là sinh viên. Tốt tươi, em là sinh viên. Tốt tươi, em là ai? Em là sinh viên. Đúng không? Thế bây giờ hỏi đây. Đây là ai? Trả lời bằng tiếng Việt nào. Đây là ai? Đây là mẹ tôi. Đúng rồi, đây là ai? Đây là anh ạ. Anh trai của tôi. Anh trai của tôi ạ. Đây là ai? Chị gái của tôi ạ. Chị gái của tôi, đây là ai? Ông bố của tôi Đây ạ. là ông bố của tôi, đúng không? Đấy. Thế vậy thì cứ thế mà nói bằng tiếng Nga mẹ tôi là gì? Đây là mẹ tôi là gì? Đây là mẹ tôi. Ê thế mày mà đây là anh trai của tôi. Ê thế môi và đây là chị gái của tôi. Mà Maya Sistra đây là ông bố của tôi. Ông bố của tôi. Achets, achets, cái tên mới achets, đúng không? Đấy. Ta khá là sợ. À, thế bây giờ hỏi. Bài tên là gì? Bài tên là gì? Tiếng Nga là gì? Nhẹt 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 làm gì có Ete Maya Mama nữa nói cái câu qua rồi xong rồi xong rồi bây giờ người ta đang hỏi câu khác bà ấy tên là gì các kia yếu ra vụt yếu ra vụt Maria 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 yếu ra vụt Maria đấy yếu ra vụt Maria đấy ha ta khá sâu các kia yếu ra vụt Andre. Yêu Andre yêu vô gia vụ Andre. Các yêu gia vụ. Các yêu gia vụ.
Natasha. Natasha, как его зовут? Его его. зовут Его зовут Виктор. 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 Его зовут Виктор. Да, хорошо. Tiếp theo, Ктуана. Bà ấy là ai? Bà ấy làm nghề gì? Ктуана. Anna Brat. Brat. Кто он? Ông ấy làm nghề gì? Кто он? Он музыка. Музыка. Так, кто она? Anna студентка. Студентка. Кто он? Инженер. Он инженер. Да? Он инженер. Он инженер, да, хорошо. Да. А, thế là xong rồi, đúng không? Đấy, đấy là xong rồi. Đó, thế vậy chị. À, đấy. À, đó là sao? Em nói sao? Em hơi chậm hiểu đấy ạ. À, hơi chậm hiểu ấy. À, vâng. Chắc là đang mải nghĩ cái gì đúng không đấy? Không phải đâu, mà em nghĩ em học kém. À, thế em có nghĩ cái gì không? Em có đang làm cái việc gì khác không? Không, không, thế em đấy. chỉ tập trung vào học thôi. À, tập trung vào học hả? Đấy. À, nó có rất show. À, có những bạn học rất nhanh đấy, học rất nhanh. À, nhưng cái này nó quá đơn giản luôn đúng không? Quá đơn giản. Đó. Nên chúng ta để ý một chút thôi thì là chúng ta hiểu được đấy. Đấy. À, there's the interiors there. Mất tạc quật. À, хорошо. À, thế thì bây giờ tiếp theo nhá. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ giải trí một chút nhá. Tức là chúng ta sẽ giải trí bằng cách là gì nào? À, chúng ta sẽ giải trí bằng cách chính là chúng ta sẽ học về nghề nghiệp đấy. Nghề nghiệp. Đó. À, câu hỏi nghề nghiệp có câu hỏi. Кто он? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Ông là ai? Кто вы? Ông trả lời я моряк, tớ là thủy thủ. Моряк. Моряк. Мандра. Кто вы? Я моряк. Đấy. À, thế hỏi ông này là ai? Ông ấy là ai? Ông ấy là ai? Он артист. Артист. Артист là ông là nghệ sĩ đấy. Nói là gì nào? R đấy. À, nói là R. R đấy. R. Artist. Artist. Đấy, artist. Đó, cái từ này đọc vậy đấy. Artist, on artist. On artist, on artist. Đấy. On artist. Toàn nè. Toàn nè. À đấy, Toàn nè. Cô ấy là ai? Toàn nè. Anna gì đây? Engineer. Engineer là ai? Engineer là ai vậy? Họa sĩ ạ. À là kỹ sư đấy. In re nhiệt engineer 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 là kỹ sư, cô ấy là kỹ sư đấy. On Anna engineer đấy, đúng không? Có phải vậy không? Đấy, à đọc lại nè. Кто вы? Я моряк. Ma Мандра. моряк. Ma моряк đấy. Моряк. Мандра. Моряк đấy. À, моряк. À đó, em viết cái từ này cho em sẽ đọc nhé. Từ này sẽ đọc là Là ma. Ma. Ri. Yak. Moriak. 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 Maria. Maria. Moriak. Maria. Đã không đọc Maria là Moriak. Moriak. Cái chữ Y nói ngắn thôi. Mandra. Moriak. Mandra. Moriak. 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 Mandra. Moriak. Maria là thủy Maria, thủ đấy. À, ông này sao? On Archis, 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 On Archis, On Archis là ông là nghệ sĩ đấy. Anna kto? Anna engineer, in engineer, Anna engineer đấy. À, kto Anna? Kto Anna? Anna engineer, kto Anna? Anna engineer đấy. À, đúng chưa? Đấy. À, tá, хорошо. À, vất tạc vật đấy. Engineer. Вот. À, ta хорошо. Да, đó là về gì? Đó là cái cách mà chúng ta sẽ nói về cái nghề nghiệp của ai đó đấy. Đấy, ta sẽ hỏi. À, ví dụ ta sẽ hỏi. Кто это? À, кто это? Đây là ai? Это мой друг. Это мой друг. Кто он? Он
on student đấy, tôi ta ấy tên môi trục tôi on on student đấy à đó tầm ấy tên Maria 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 ấy tên Maria Maria ấy tên Maria tôi ấy ta artist 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 tôi ta tôi ta это инженер 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 да кто это кто это это мой друг а кто он студент он студент кто это это моя мама да и кто она она место сестра медсестра а кто это хорошо а кто это теперь кто это это моя мама. Нет. Это мама. Мама. Вот так. Это мама. А это кто рядом? Кто это? А это мы как, да? Кто это? Это моя... не con gái. Ну? Моя? Сестра, нет? Нет. Нếu mà em đứng đây với mẹ, это моя мама, thì đây là em. Đúng không? Logic thì đây là em. Это мама, это ты. Анна. Нет, почему Анна? Это ты. Я говорю, кто это? Это я. Она, это я. Это моя мама. Это я. Да? Это я. Это я. Как тебя зовут? Меня зовут Анна. Меня зовут Анна. И кто ты? Кто ты? Кто ты? Я студентка. Я студентка, студентка. Я студентка. А это кто? Это кто? Это кто? Это кто? Это моя мама. Да, а как ее зовут? Зовут. Ее зовут Мария. Мария. Ее зовут Мария. Так. Мария. И кто она? Кто она? Анна. Анна. Медсестра. Медсестра. Она медсестра. Медсестра. Да? Она медсестра. А, думаю, она, да? Она да. Медсестра. Ну все. Да. А, thế bài này có khó không? Chẳng qua là em vẫn không hình dung ra. Thế ra cũng không khó mấy. À không hình dung là gì? Nếu mà đây hỏi hỏi đây là ai? Đây là mẹ em thì vậy thì đây là em. Đúng không? Đây là em. Это я. Это я. Да, это я. Nếu mà em không muốn đây là em gọi это моя сестра. Это моя мама, это моя сестра. Đây là mẹ, đây là mẹ của tôi, còn đây là gì? Đây là em gái của tôi, это моя сестра. Đúng không? Đúng không nào? À, nó cái gì? Mình cứ sáng tác bừa ra. À, cứ nói cái logic là được rồi đấy. À, có phải không? Vâng. À các bạn nào. À thế bây giờ nói là это кто? Это мой друг. Nếu không muốn nói không muốn nói мой друг thì nói gì? Đây là chồng tôi. Это мой муж. А кто он? Он студент. Đấy. Hoặc là gì? À это не мой друг, это мой брат. Кто это? Это мой брат. Кто он? Он студент. Đấy. Em chưa? À đó, thế vậy gì? À em nói hiện nay đang bị rất gò bó đấy, rất gò bó. Và em cứ nhớ nhớ những cái chữ này, em đừng nhớ những cái chữ này. Em không cần nhớ những cái chữ này. Em hiểu chưa? Đó à, hỏi tận đây rồi mà em cũng còn cứ nhớ cái chữ ở ở trang đầu này đấy à, nhớ cái chữ ở trang đầu này em không cần nhớ nó, bởi vì sao ở đây là cái chữ này để giải thích cho em thôi, nói đây là em tên là Anna, em là sinh viên đấy, thế thôi, thế là đủ rồi à, thế còn từ đấy trở đi thì bỏ luôn cái chữ này đi. Thế nếu người ta chỉ ở đây, người ta hỏi это кто, кто это, это я, как тебя зовут, меня зовут Anna, а ты кто, я студентка. Em chưa, đây đây mô phỏng thế này đấy. Đúng không? Có phải không nào? Đấy. Đúng rồi. À đúng rồi đấy. Bây giờ mới hiểu đấy. À tạc nó khá là sâu. À thế như vậy là gì nào? À lần sau chúng ta sẽ lại học tiếp nhé. Đúng không? Vâng. Sau chúng ta sẽ lại học tiếp từ cái đoạn hỏi nghề nghiệp này. Đấy. Khá là sâu. Đấy. Và em ôn lại bài đọc vừa rồi thật tốt đấy. Mô tả về mình này, về gia đình này, bố này, mẹ này, em cha, anh trai này, chị gái này. Khá là sâu. Đấy. Đấy. Dạ. À, đấy. Khá là sâu. Đi làm về hơi mệt đúng không?
À, Vâng. vì học cái này thì giáo dồn cho là hơi mệt nữa đúng không? Hơi đau đầu đúng không? Đấy. Các sở sẽ Nghe cố vẫn phải gắng một cố đấy. gắng. À, cố gắng chúng ta phải cố gắng, bởi vì Dạ. sao? Học ngoại ngữ mà nó cứ nhẩn nhơ thì không thua. Đấy, học ngoại ngữ nó phải Dạ vâng. hơi nó hơi gì hơi gì, hơi bị kích động một chút, hơn hơi khó một chút đấy, thì lúc đó cái đầu nó mình nó mới chịu suy nghĩ em hiểu chưa? Đấy, đấy. Vâng. À, ta khá spicy với ưu việt được đấy. À, chào em và hẹn gặp em trong giờ sau đấy. Khá đấy. Paka, Dạ. the Sidanya, Daniel, the Daniel. Sidanya, the